Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2022. Quý vị ơi, trong cái video này Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị những cái thông tin cập nhật liên quan đến hai chương trình EA và PEBT 3.0. Đối với chương trình EA á, thì hiện giờ đã có cái lịch gửi cho tháng 4 của năm 2022 cho 14 tiểu bang. EA hay còn gọi tiếng Việt là tiền thực phẩm khẩn, PEBT 3.0 hay còn lại là cái chương trình hỗ trợ mùa dịch dành cho trẻ em. Thông thường nếu như các em đi học, bởi vì các em được hưởng theo cái chương trình National School Lunch Program, tức là gia đình của các em mà nằm trong cái khoản income mức nhất định nào đó thì được hưởng cái chương trình bữa ăn miễn phí giảm giá ở trường. Thì trong cái mùa dịch này, nếu như mà bởi vì lý do liên quan đến dịch ở nhà quarantine hay là bị Covid thì các em phải ở nhà học online không đến trường, thì thay vì được bữa ăn miễn phí giảm giá ở trường thì các em được mà họ cho tiền để ba mẹ có thể là dùng cái số tiền đó để mua thức ăn cho các em để đảm bảo được cái bữa ăn dinh dưỡng cho gia đình. Thì Ngọc sẽ chia sẻ hai cái chương trình này. Nếu như mà quý vị không có được cái chương trình SNAP thì quý vị cũng không có được cái tiền EA luôn quý vị nha. Bởi vì sao? Bởi vì cái chương trình EA này là cái chương trình bổ sung của cái chương trình SNAP. Quý vị không cần apply gì cả, vẫn được người ta gửi về cái tiền EA. Tuy nhiên nếu như SNAP không còn nữa, bởi vì cái lý do hồ sơ quý vị thay đổi về income hay là như thế nào đó, quý vị bị cắt cái tiền SNAP, không cho tiền SNAP nữa, hay là quý vị không muốn nhận tiền SNAP nữa, thì cái tiền EA nó cũng không về luôn quý vị nha. Cho nên là có một cái câu hỏi mà anh chị hỏi và Ngọc sẽ đưa lên màn hình để quý vị thấy được rằng là cái chương trình này là một cái chương trình bổ sung. Tại vì nó là chương trình bổ sung cho nên là hễ mà cái chương trình chính không có, không còn nữa thì cái chương trình bổ sung cũng bị cắt luôn. Không cần apply gì cả quý vị nha. Ít nhất là 95 đồng mỗi tháng cho cái chương trình EA này. Nhiều hơn thì có nhưng mà ít hơn thì không. Đó, ít nhất là 95 đồng mỗi tháng. Rồi bây giờ, đối với những ai mà vẫn còn thắc mắc về cái chương trình này đối với quý vị, thì quý vị có thể là xem lại những cái video trước. Đại khái là hễ mà gia đình mình có lãnh chương trình SNAP Food Stamp CalFresh thì sẽ được nhận thêm 95 đồng mỗi tháng. Đó là cái con số tối thiểu. Hiện giờ đối với tháng 4 thì đã có 14 tiểu bang có cái lịch gửi rồi. Tháng 4 thì có 14 tiểu bang có lịch gửi, đó là Alabama, Illinois, Maine, Michigan, New Jersey, North Carolina, Oregon, Rhode Island, South Carolina, West Virginia, Virginia, Washington, Wisconsin, Wyoming. Ngọc sẽ chia sẻ cụ thể những cái tiểu bang màu vàng, tại vì những cái tiểu bang kia là Ngọc cũng đã chia sẻ rồi quý vị ha. Thì ở đây á, Ngọc sẽ chia sẻ trước tiên là tiểu bang Illinois. Illinois thì mỗi tháng như vậy họ đều có những cái lịch gửi gần giống như nhau quý vị nha. Cho nên là quý vị xem thử. Nếu như mà quý vị nhìn vào cái cột bên trái á, là cái ngày của cái chương trình SNAP bình thường. Cái cột bên phải là cái ngày tương ứng cho cái chương trình tiền thực phẩm khẩn. Điều này có nghĩa rằng nếu như mà cái hồ sơ của anh chị có những cái con số bắt đầu từ số 1 đến số 4 thì tiền SNAP sẽ về ngày 1 tháng 4 đúng không? Thì tiền EA sẽ về ngày 21 tháng 4. Còn nếu như case number của mình bắt đầu từ những cái con số từ 5 đến 9 nhận tiền SNAP vào ngày 1 thì ngày 22 quý vị sẽ nhận được cái tiền EA. Tương tự như vậy, quý vị có thể xem như cái cột bên phải là cái cột mà người ta nói rằng là kể từ ngày 21 đến 29 tháng 4 quý vị sẽ nhận được cái tiền thực phẩm khẩn của Illinois. Thì ví dụ như là tiền SNAP về vào ngày 2 và ngày 3 thì ngày 23 quý vị nhận tiền EA. Tiền SNAP về ngày 4 thì ngày 24 quý vị nhận tiền EA, như vậy là khoảng cách nhau 20 ngày. Rồi nếu như quý vị lãnh tiền SNAP vào ngày 5, ngày 6 thì ngày 25 quý vị sẽ nhận được tiền EA. Rồi ngày 7 quý vị nhận tiền Food Stamp thì ngày 26 quý vị sẽ nhận được tiền thực phẩm khẩn. Ngày 8, ngày 9 quý vị nhận cái tiền tem phiếu thực phẩm thì ngày 27 quý vị sẽ nhận được cái tiền thực phẩm khẩn quý vị nha. Ngày 10 lãnh tiền SNAP thì ngày 28 sẽ lãnh tiền EA. Ngày 13, 17, 20 lãnh tiền SNAP thì ngày 29 sẽ lãnh được cái tiền EA. Như vậy tiền EA nó sẽ về sau
cái ngày mà quý vị lãnh tiền SNAP quý vị nha. Đó là tiểu bang Illinois, nó hơi dài dòng một chút xíu, nhưng mà tóm lại là ngày 21 đến 29 quý vị sẽ nhận được tiền. Đó thì nó cũng giống như lịch gửi của những cái tháng trước. Đối với tiểu bang North Carolina thì người ta sẽ gửi trong vòng 10 ngày như sau: 22 tháng 4, 23 nè, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tháng 4 là gửi ha, rồi tiếp tục là ngày 1 tháng 5. Đó thì đó là lịch gửi của North Carolina. Bây giờ tiểu bang Oregon thì người ta sẽ gửi thành 3 đợt. Đợt thứ nhất là 11 tháng 4, đợt thứ hai 28 tháng 4, đợt thứ ba là 2 tháng 5. Như vậy nếu như hồ sơ của mình bị sót á, người ta sẽ gửi vào những cái đợt sau, những cái đợt clean up, những cái đợt catch up, những cái đợt final, nói chung là 3 đợt quý vị nha. Đó là Oregon. Tiểu bang South Carolina thì người ta nói rằng là người ta sẽ gửi gần như là xuyên suốt tháng 4 đó quý vị. Còn những cái hồ sơ nào mà mới được approve sau đây thôi thì quý vị sẽ nhận trễ hơn chút xíu. Nếu như mà người ta gửi vào ngày hôm trước thì ngày hôm sau quý vị sẽ nhận được tiền, nói chung là vậy đó. Rồi bây giờ tiểu bang tiếp theo đó là Washington State. Washington State thì cũng tương tự như vậy, người ta sẽ gửi ra những ngày từ ngày ngày, nói chung là allotment will be made available for those. Okay. Nói chung là cái lịch gửi nó cũng gần như là xuyên suốt hết tháng 4 rồi, đến ngày 20 tháng 4 nếu như mà hồ sơ của mình được approve đó thì người ta sẽ cho, còn nếu như mà mình không cần còn SNAP nữa thì người ta không cho quý vị nha. Nói chung là vậy đó. Thì những cái tiểu bang mà họ đưa ra những cái lịch gửi mà kéo dài như vậy thì chúng ta ráng đợi chút xíu quý vị nha. Rồi bây giờ Alabama thì người ta nói rằng là 29 ta gửi ra và 30 quý vị sẽ nhận được tiền. Đó, thì đó là những cái gọi là những cái lịch gửi. Lịch gửi nó sẽ vary tùy tiểu bang quý vị. Maine thì người ta nói rằng là ngày 8 tháng 4 sẽ được gửi ra cái tiền thực phẩm khẩn. Michigan thì người ta sắp xếp từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 người ta sẽ gửi ra cái tiền này. Nói chung á là nó cũng ngày 16 đến ngày 25, 10 ngày đúng không vậy? 10 ngày. Đó. Rồi New Jersey thì sẽ gửi ra cái tuần đầu tiên của tháng 4, đó là ngày 1 đến ngày 5. Quý vị nha. Rồi Rhode Island thì sẽ được gửi ra vào ngày 3 tháng 4. Rhode Island thì cũng ít người lãnh cái chương trình SNAP cho nên là cũng ít người lãnh cái chương trình EA. So với những cái tiểu bang khác thì Rhode Island cũng không có nhiều. West Virginia thì người ta sẽ gửi ra cái đợt đầu tiên là ngày 5 tháng 4. Còn nếu như mà người ta thiếu hồ sơ của mình hoặc là người ta cần catch up thì cái đợt cuối cùng là ngày 10 tháng 5 quý vị nha. Hy vọng là hồ sơ anh chị không có bị sót hay không bị chậm gì đó thì quý vị sẽ nhận được sớm, còn không là quý vị phải đợi tháng sau. Cho nên là nhiều khi quý vị chờ hoài không thấy thì quý vị nóng lòng. Nếu như quý vị chịu khó đợi thì cứ đợi thêm tháng nữa. Còn nếu như không được á, mình cần quá thì quý vị có thể liên lạc với họ quý vị nha. Tùy trường hợp anh chị là mình nên linh hoạt giải quyết cái những cái chương trình này để mà mình có tiền. Nói chung là 95 đồng mỗi tháng á, thì Ngọc nghĩ rằng là nếu như mình sắp xếp á, thì mình cũng chờ được quý vị. Nhưng mà nhiều hồ sơ thì được thêm 100 mấy, 200 mấy mỗi tháng gì đó, tùy theo hồ sơ. Nhưng mà nếu như mà mình có nghi ngờ hay là mình có cái điều gì đó làm cho mình bất an thì mình cứ gọi mình hỏi quý vị ha. Nhiều khi mình không biết là tại sao cái chương trình SNAP của mình bị cắt hàng sao đó thì quý vị cứ hỏi thôi. Đó, Wyoming. Wyoming thì cái lệnh gửi nó cũng dường như là phức tạp giống như là Illinois vậy. Nhưng mà quý vị cứ tưởng tượng như vậy nè. Người ta sẽ gửi ra từ ngày 1, từ ngày 2 đến ngày 17. Quý vị cứ cho vậy đây cho nó dễ thở. Tại vì nó sẽ phụ thuộc vào cái hồ sơ của mình nữa. Hồ sơ của mình A to D rồi E to K vân vân thì tùy theo cái hồ sơ rồi cái tên của mình, rồi nhiều khi nó sẽ phụ thuộc vào cái số hồ sơ của mình, giống như Illinois người ta dựa vào cái số hồ sơ đó quý vị. Rồi Wyoming thì người ta dựa vào cái tên của mình.
Đó, rồi bây giờ đối với cái tiền PBT 3.0 thì sao? Cái PBT 3.0 này hiện giờ đã có 25 nơi tổng cộng được approve rồi. Tiền thì không biết khi nào về, nhưng mà PBT 3.0 là dành cho năm học 2021-22. Hiện giờ thì có 3 nơi, đó là American Samoa và Kentucky. Nói chung là đây là lãnh thổ, những cái quần đảo thuộc lãnh thổ của Hoa Kỳ. Thì Ngọc sẽ chia sẻ thêm một chút xíu về Kentucky và Nevada. Nevada thì Ngọc vào dường như cái thông tin nó không có, nó không có, hay là Ngọc khó hiểu gì Ngọc sẽ không chia sẻ Nevada, Ngọc để Ngọc tìm hiểu thêm nha. Ngọc sẽ chia sẻ về American Samoa và Kentucky. American Samoa thì người ta nói rằng á là tháng 7 người ta sẽ gửi tiền của tháng 2 đến tháng 6. Đó, nhưng mà người ta yêu cầu những hộ gia đình cần phải submit application. Nếu như mà hồi giờ quý vị chưa lãnh cái chương trình PBT thì phải submit application, phải apply quý vị nha. Còn mình đã lãnh cái chương trình này rồi thì không có cần apply. Đó. Rồi bây giờ Kentucky thì sao? Kentucky người ta cũng được chuẩn thuận rồi, và cái lịch gửi của họ là ngày 25 tháng 5 người ta sẽ gửi tiền của các tháng từ tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 của năm ngoái tới tháng 1, tháng 2 năm nay, đó là 6 tháng. Rồi ngày 25 tháng 6 người ta sẽ gửi tiền các tháng là tháng 3, tháng 4, tháng 5 của năm 2022. Kentucky thì người ta cũng có cái kế hoạch gửi rất là rõ ràng. Còn Nevada thì Ngọc tạm thời chưa chia sẻ được tiểu bang này quý vị nha, để Ngọc đọc thêm. Tại cái thời điểm mà Ngọc đọc Nevada thì Ngọc giống như là mắt mờ rồi. Quý vị thông cảm, bữa sau Ngọc tìm hiểu kỹ hơn thì Ngọc sẽ chia sẻ sau ha quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị. Bye bye nào.